bên trong mọi người đã quay lại cả Dinology. Và hôm nay thì mình có một cái vlog cực kỳ gọi là nhanh gọn lẹ. Bởi vì như mọi người đã biết thì mình đang trên đường đi Úc. Và mình sẽ làm một cái vlog chia sẻ mọi người là những cái đồ mà mọi người cần để mang lên máy bay trong một chuyến bay đường dài. Bởi vì như mọi người đã biết, khi mà mình bay đường dài ít nhất cũng phải là 8 đến 10 tiếng. Tất cả những hành lý cần thiết của mình thì đều được gửi ở trong hành lý ký gửi. Vì vậy là chúng ta trong vòng 8 đến 10 tiếng mà không có những đồ dùng cần thiết ấy, thì cực kỳ khó chịu. Vậy khi đi máy bay đường dài các bạn cần những cái gì? Đầu tiên đó chính là hộ chiếu, thì lúc nào phải mang theo người. Và khi mà mình mang hộ chiếu theo người ấy, thì mình sẽ có một cái túi nhỏ này này. Ở đây thì mình đang có vé máy bay thì mình nhét không vừa, nhưng mà bình thường hộ chiếu mình sẽ cho vừa vào túi này. Và chiếc túi này sẽ để ở trước ngực, và mỗi lần mọi người đi qua hải quan, đi qua check-in thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mọi người. Và có một cái bìa hộ chiếu nữa. Trong bìa hộ chiếu này thì mọi người có thể để boarding pass này, mọi người có thể để luggage tag ở trong này. Luggage tag là những cái đánh dấu về hành lý, để trong này thì mọi người sẽ dễ kiếm hơn. Đây là một chiếc bìa hộ chiếu của H&M mình được tặng, rất là xinh. Và tiếp theo ở đây thì mình có một món đồ tiếp theo, đó chính là một chiếc gối ngủ ngồi. Khi mà các bạn bay được 8 đến 10 tiếng, và nhất là mình thì rất là tiết kiệm nên mình thường là bay economy chứ mình không bay business class. Thì khi mà các bạn bay economy ấy, thì chiếc gối này sẽ giúp cho các bạn có một cái giấc ngủ dễ dàng hơn trên những chiếc ghế chật hẹp và không được ngả lưng. Đó, ui cha cha, đây là chiếc gối mình mua của Muji. Chiếc gối này rất là êm và cái vải nó rất là mềm, rất là sướng. Ok, vậy tiếp theo mọi người cần gì nhỉ? Mình ấy, khi mà mình đi sân bay thì mình cần một chiếc mũ nữa. Chiếc mũ này sẽ giúp mình cảm giác là mình không nhìn thấy ai, không ai nhìn vào mặt mình. Và ở nơi mà công cộng đông người ấy, mình cần thêm một chiếc kính râm để đảm bảo rằng là không ai nhìn mình và mình không cảm thấy kiểu bị không thoải mái khi mà người lạ nhìn mình. Nhất là khi mà mình đang quay vlog này này, người ta sẽ không nhìn rõ mình. Nhưng mà mình đang làm vlog cho mọi người thì mình sẽ để cho mọi người nhìn thấy rõ mặt mình nhé. Một chiếc vali. Vali này là mình để toàn bộ đồ công nghệ để làm vlogging, như là drone, máy bay, laptop, những cái đồ rất là giá trị thì mình sẽ để ở trong vali. Bởi vì là khi mà mình gửi hành lý ký gửi, mình tuyệt đối không bao giờ gửi laptop này, những cái đồ điện tử giá trị như vậy, rất là nguy hiểm. Đây là toàn bộ gia tài của mình thì chắc chắn để trong này. Và trong túi của mình thì có gì? Mình thì rất là lười lắm, mình lười mang tiền đi nên là mình sẽ chỉ có thẻ tín dụng ở trong này thôi. Thì đi đến đâu thì mình sẽ sử dụng thẻ tín dụng để tiêu tiền. Đến nước ngoài thì cũng cố gắng tìm những chỗ nào mà tiêu thẻ, bởi vì là cái tỷ lệ chuyển đổi tiền ngoại tệ ấy, của thẻ tín dụng của mình rất là tốt. Chứ mình mà đổi ra tiền mặt ấy, thì nó sẽ bị thiệt hơn rất là nhiều. Mình sẽ cần đến một cái ba lô. Ba lô của mình có những gì? Mình cho mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên đó chính là một chiếc bình đựng nước. Ở đây thì mình sẽ mang cà phê theo. Và khi mà mình đến sân bay, mình sẽ uống hết cà phê, sẽ đến những cái máy gọi là cái máy cung cấp nước ở sân bay. Mình sẽ đổ nước vào đây, refill nước vào đây. Thứ nhất là tiết kiệm tiền, không phải mua nước đóng chai. Thứ hai là mình sẽ không sử dụng nhiều chai nhựa và sẽ bảo vệ môi trường. Cái này rất là quan trọng. Chỉ mang một chiếc bình như này thôi mang lại rất là nhiều ý nghĩa. Các bạn nhớ nhé, không vất vả một chút nào cả, cố gắng một chút thôi. Và trong ba lô của mình có gì? iPad. Nhất định là phải có iPad rồi. Trong iPad của mình thì mình sẽ có một cái phần rất là quan trọng, đó chính là Netflix. Đây là ứng dụng Netflix của mình. Và mình đã đao sẵn một series phim ở trong này. Như ở đây thì mình đã đao sẵn Russian Doll. Đây là cái series mình đang xem giờ. Mình sẽ đao sẵn mấy tập ở trong này. Netflix rất là tiện, họ cho mình đao tận 10 tập và lưu trữ offline ở trên thiết bị. Và khi mà lên máy bay ấy, thì mình sẽ rất là tiện để mình có thể xem phim. Thông thường ở trên những máy bay bay đường dài thì cũng có hệ thống giải trí riêng của họ. Nhưng mà làm thế nào mà họ biết được gu của mình và biết chắc chắn là mình thích xem gì, đúng không? Vậy mình cứ chủ động. Và đây là một cái thiết bị giải trí cực kỳ quan trọng trong những chuyến bay đường dài. Bởi vì là không thì mình sẽ chán chết mất. Và bên trong này thì mình còn gì nữa nhỉ? Đây là chiếc ba lô. Ba lô của Adidas thì mình rất thích bởi vì có rất là nhiều ngăn, rất là tiện. Trong này thì mình có tai nghe. Đây là một chiếc tai nghe chống ồn chủ động. Các bạn tin mình đi, thật sự nếu mà các bạn bay đường dài ấy, đây là một cái vật không thể thiếu được. Bởi vì trên máy bay thì lúc nào nó tiếng ù như này, cực kỳ khó chịu. Và khi mà các bạn dùng tai nghe chống ồn chủ động ấy, thì bản thân tai nghe chống ồn chủ động nó sẽ có mic này, hai mic này, hai mic, ba mic, ba mic ở hai bên, và nó sẽ thu lại tất cả những cái âm thanh ở bên ngoài và nó sẽ phát ra một cái tần số âm thanh để triệt tiêu những cái âm thanh ồn đó. Và khi mà các bạn nghe tai nghe này này, nó êm một cách kinh khủng và các bạn sẽ không bị tiếng động cơ làm phiền nữa. Và khi mà các bạn nghe tai nghe over ear như này này thì nó sẽ chụp cái tai mình lại và tất cả những tiếng ồn, tiếng trẻ con khóc, tiếng động cơ sẽ được giảm thiểu rất là nhiều. Ah!
là chất lượng âm thanh của tai nghe B&O này khỏi phải nghĩ luôn. Dĩ nhiên là có những cái mẫu tai nghe mà hợp túi tiền hơn ở ngoài kia, nhưng mà mình là một dân chơi công nghệ, mình rất đam mê về công nghệ nên mua cái ngày gần như hàng top rồi. Các bạn có thể chọn cái mẫu tai nghe của Sony của Bose có chống ồn chủ động cũng rất là tuyệt vời. Và bên trong này mình còn gì nữa đây? Máy đọc sách, bởi vì là ngoài cái việc xem phim ra thì mình còn rất là thích đọc sách. Lên máy bay là cái khoảng thời gian là mình tập trung nhất, bởi vì không còn gì để làm, không có internet, không có kết nối với mọi người, không làm mình sao nhãng, vì vậy là mình sẽ đọc được rất là nhiều sách trong này. Và chúng ta cùng xem là Dino đang sách gì ở trong này nhá. Đây, quyển mình đang đọc đây, đây là quyển The Goldfinch. Đây là một cái quyển sách mà mình được chị Hà Đỗ recommend, một cuốn tiểu thuyết rất là hay là mình đang đọc. Nếu mà mọi người thích ấy, thì có thể tham khảo, cực kỳ hay luôn. Và đây là một cái câu chuyện rất là hấp dẫn. Nếu mà các bạn đã đọc được một trang thì các bạn phải đọc những trang tiếp theo. Và tiếp theo mình cần gì nữa ở ngăn bên ngoài? Đây, cái này rất là cần. Đây là một chiếc mặt nạ giấy. Bình thường ở nhà thì mình không hay đắp mặt nạ giấy vì là đồ dưỡng da mình rất là đủ, nhưng mà trên máy bay thì cái độ ẩm ở trên máy bay ấy không phải lúc nào họ điều tiết cũng tốt, nên là không khí rất là dễ bị khô, khiến cho các bạn da bị nứt nẻ. Nên là chiếc mặt nạ giấy này sẽ cứu cánh cho bạn dưới những giấc ngủ ở trên máy bay. Mang nhiều phết nhỉ. Và đây, đây là túi đồ cực kỳ cần thiết. Ở trong này thì mình sẽ có những cái đồ mỹ phẩm mà mình sẽ cần, bởi vì là thường ấy đi máy bay đường dài là mình đã mất nửa ngày ở trên máy bay rồi. Đầu tiên là một cái gọi là lăn khử mùi, nhưng mà mình dùng lăn khử mùi dạng sáp bởi vì nó sẽ điều tiết không cho mồ hôi ra nhiều. Cái này thì rất là quan trọng, bởi vì là mùi mồ hôi của mình ấy mình không nhận ra, nhưng mà tất cả những người xung quanh bạn đều nhận ra và rất là khó chịu. Vì vậy khi mà bay đường dài như này ấy, mình luôn luôn cần cái này để đề phòng. Ok, mình sẽ bỏ ra đây, bỏ ra cái mũ của mình cho mọi người cùng xem. Tiếp theo là đồ dưỡng da, tất cả những cái mini size này. Khi mà mua mỹ phẩm các bạn được tặng ấy thì đừng sử dụng nó ngay, hãy trân trọng nó. Bởi vì khi mà các bạn đi du lịch thì các bạn sẽ sử dụng nó một cách rất là hiệu quả, vừa đủ không quá nặng và rất là tiện để mang theo người. Đồ dưỡng da thì mình có rất là nhiều. Cái này là hand cream, cái vừa rồi là dưỡng da mặt. Hand cream này là của Innisfree này, bởi vì là khi mà lên máy bay ấy, tay khô cực kỳ khó chịu, mình hay bị sứt măng rô nữa, sứt móng rô à hay sứt măng rô gì đấy, thì các bạn bôi cái này thì sẽ giảm cái tình trạng bị nứt ở cái kẽ móng tay này, cực kỳ quan trọng nhá. Đây, cái này mình được cô em Trendy tặng, một cái thì là nước súc miệng, một cái thì là kem đánh răng dạng viên. Các bạn chỉ cần cho một viên này vào miệng, sau đó là cho nước vào, nhai 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 nhai, nó thành ngay kem đánh răng và nước súc miệng, cực kỳ tiện và mang cực kỳ nhẹ, nhất là khi mà mang lên máy bay thì không bị tính là chất lỏng mang lên máy bay. Đây, tiếp theo bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng thì cực kỳ quan trọng rồi. Làm sao mà chúng ta có thể sống 10 tiếng mà không đánh răng được? Ôi, lúc đấy sợ lắm nhá. Máy rửa mặt, đây là máy rửa mặt của Foreo. Đây là Luna Mini 2. Cái này thì cực kỳ gọn, nhẹ và mình có thể đem lên máy bay và rửa cũng vẫn rất là sạch. Đây, đồ dưỡng môi. Đây là một cái Vaseline. Khi mà mình lên máy bay ấy, thì mình cũng cần phải dưỡng môi. Mọi người có thể thấy là môi của mình đang rất là nứt nẻ này. Tí nữa thì mình sẽ phải bôi cái này lên máy bay còn quan trọng hơn nữa. Đây, mình còn tận dụng tất cả những cái sample size của Kiehl's. Ở đây có cả mặt nạ này, có kem dưỡng mặt này. Đấy, tất cả những cái này rất là tiện khi mà mọi người mang máy bay. Pin sạc dự phòng, nhất định là phải nhớ mang pin sạc dự phòng. Không có pin sạc dự phòng thì tất cả những con người hiện đại như chúng ta sẽ chết mất. Không có tablet, không có điện thoại để sử dụng, chết mất, chết mất. Và đề phòng ấy thì mình luôn luôn mang theo một cái bàn chải đánh răng bình thường. Nhỡ đâu bàn chải đánh răng máy thì mình hết pin, gặp trục trặc gì thì sao, mình vẫn phải mang cái này, bởi vì mình thật sự không thể sống được nếu mà miệng của mình cảm giác không sạch. Và đây, thêm một số mặt nạ dự phòng nữa. Vậy đây chính là cái túi gọi là túi survival kit của mình ở trên máy bay. Và thực ra thì mình thiếu một thứ nữa, hôm nay mình quên không mang, đó chính là một đôi dép mỏng trong khách sạn ấy. Bởi vì khi mà lên máy bay ấy, thì mình thường mình cởi giày ra và đi dép, nhưng mà hôm nay mình quên mất rồi, nên có lẽ là lên máy bay thì mình sẽ cởi giày ra và mình đi tất thôi. Cất vào trong này nhá, cùng với tai nghe, cùng với bình nước. Đó, vậy là đủ rồi các bạn, mọi người thấy không? Bình thường thì mọi người nhìn mình ấy có vẻ là sạch sẽ sang chảnh thế thôi, chứ còn đi máy bay ấy, thì đấy, như này này, một con lừa thồ hàng với tất cả những cái đồ làm sao cho mình có thể tiện dụng và gọn nhẹ nhất, nhưng mà vẫn rất giống con lừa thồ hàng. Một chiếc vali, một chiếc ba lô đi kèm, một cái gối ngủ ngồi, một chiếc túi nhỏ đựng giấy tờ. Và bây giờ mình đã sẵn sàng lên máy bay rồi. Mọi người hãy cùng chia sẻ những cái kit mà mọi người mang lên máy bay khi bay đường dài nhé ở comment bên dưới này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Úc. Tạm biệt. À quên, sắp được 100.000 sub rồi đấy. Nhớ subscribe cho mình. Cảm ơn cả nhà nhiều. Yêu cả nhà.